Ngày hôm nay mình sẽ đến với các bạn với một cái chủ đề là học tiếng Trung để làm gì. Thứ nhất là các cơ hội để làm việc với tiếng Trung. Thì mình có thể đưa ra các bạn các cái nghề mà các bạn có thể theo đuổi. Thứ nhất là các bạn đi làm phiên dịch. Phiên dịch thì có thể phiên dịch ở hiện trường hoặc là biên dịch là dịch sách. Thì theo những cái mà mình hiểu hiện giờ thì lương của các cái người làm phiên dịch thì nó rơi đâu đó vào tầm khoảng độ 8 đến 10 triệu. Mọi người đang than vãn là mức lương này rất là thấp. Rất là thấp. Thì mình cũng thấy nó thấp thật. Nhưng mà theo quan điểm của mình là nếu giỏi thì bạn cũng vẫn có thể có được mức lương cao hơn. Đấy là mình đang nói trong ngành phiên dịch, biên dịch. Bây giờ nhé, mình đặt một cái ví dụ cụ thể về vấn đề biên dịch chẳng hạn. Tại sao các bạn không đặt bài toán nó khác đi mà các bạn cứ phải đi làm thuê một công ty nào đấy là người ta đưa các quyển sách xuống cho bạn, thế là bạn sẽ dịch và ăn lương mấy trăm đồng một trang gì đấy. Sao các bạn không đặt một bài toán khác là chúng ta đi mua bản quyền, đi mua bản quyền về chúng ta dịch, chúng ta làm, chúng ta bán được một đống tiền, cũng giống như mình đấy. Thay vì mình mua bản à mình bán bản quyền cho một đơn vị làm sách nào đó, mình tự viết nó ra, mình tự viết ra quyển sách, mình tự bán và lấy tiền. Đây là cái 1.500 chữ Hán qua câu chuyện mình làm thành flashcard bán 500.000, nhẹ nhàng ra bán được khoảng 100 bộ, 10 bộ là đã là 5 triệu rồi, 100 bộ là 50 triệu rồi, đúng không ạ? Tiền đấy chứ đâu. Tức là vấn đề là cái cách mà chúng ta đặt đặt vấn đề ra làm sao. Vẫn đây đây vẫn là biên dịch, vẫn là dịch sách hoặc là vẫn là viết sách thôi, đúng không? Có người viết trả được bao tiền nhưng mà có người viết lại được rất nhiều tiền, thì vấn đề là ông làm gì. Việc của mình chỉ đơn giản là đi thuê một đơn vị người ta làm cái xuất bản cho mình thôi, là người ta in ra cho mình này, người ta làm cái thủ tục xin giấy phép cho mình, thế là xong đấy nhá. Đấy là một cách đặt vấn đề khác là chúng ta đã có tiền khác rồi. Thế còn đi làm phiên dịch, làm phiên dịch thì mình cũng đã từng đi làm phiên dịch thì mình thấy là cũng thu được tiền, và trong các cái công việc đấy mình sẽ nhìn thấy cái gì mà có cơ hội, các cơ hội làm ăn khác để mình bắt đầu nhảy vào, tức là mình phải tinh ý, đúng nhận. Thì còn còn một cái nữa là các bạn có thể đi làm hướng dẫn viên du lịch, cũng là của người hướng dẫn viên du lịch đấy. Tại sao có người kiếm được rất nhiều tiền, có người lại kiếm được rất ít tiền, đúng không ạ? Thì cũng là cái mắt nhìn và cách xử lý tình huống thôi. Tôi có nhiều người bạn cũng đi làm phiên dịch, đi làm hướng dẫn viên du lịch, lương thì cũng chỉ 15 20 triệu chấm hết, nhưng mà tôi vẫn có thể kiếm được gấp 10 lần số đấy. Bằng cách gì? Quan hệ tốt với khách, phục vụ các nhu cầu cá nhân của khách, đúng chưa? Khách thích casino có casino, khách thích đi chơi có chơi. Có ba cái nháy nháy có đủ ấy. Đúng không? Khi mà bạn trang xe trên các ấy nhé, khi mà các bạn nhìn phương diện khác và phục vụ khách tận nơi tận chốn và có nhiều các cái dịch vụ khác kèm theo nữa thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không? Thực ra ví dụ như là cái hồi mà năm thứ hai sinh viên thì mình đã cũng đi hướng dẫn viên du lịch, và hồi đấy mình vài tháng mua được xe Viva. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái quá trình đấy mình nghĩ rất nhiều trò để có thể kiếm tiền. Và khi mà sang bên kia biên giới là mình có nguồn hàng đấy rồi, thôi biết cách đánh về luôn. Và lúc đấy thì gần như là nó chuyển ra thành một cái gọi là làm ăn, đúng nhận. Và các bạn đừng có nghĩ là cái số tiền chúng ta kiếm được chỉ đơn giản là cái cách mà chúng ta đi làm thuê, mà trong cái lúc làm thuê đấy bạn phải nhìn ra cơ hội. Ví dụ mình có một cô học trò thì cô ấy đi làm thuê cho một cái ông bán giày patanh, giày trượt patanh ở Trung Quốc. Thì sau đó thì cô ấy biết là có nguồn hàng như vậy, thế là cô tranh thủ cô ấy biết được nguồn hàng rồi thì cô tự đánh và cô thôi không có đi làm thuê cho ông người ta nữa, và mở hai ba cái cơ sở để mà bán ở Hà Nội này, Bạch Mai có một. Thế thì từ sau thì đương nhiên cô thành chủ rồi và rất là tốt. Tức là chúng ta nếu khéo và tìm ra được nhiều rất nhiều cơ hội trong cuộc sống để chúng ta có thể thông qua cái tiếng Trung để mà chúng ta vươn lên, được chưa? Còn một người bạn nữa của mình thì anh ấy đi theo một đường hướng khá là hay. Anh ấy vào làm trưởng khoa của một cái khoa tiếng Trung của một trường đại học. Thì anh ấy học hành rất là nghiêm túc, học rất là sâu.
thì đấy cũng là một con đường người ta đi theo, con đường chính trị hoặc là con đường làm giảng viên và sau đó làm quản lý, làm sếp, đấy cũng được, đấy cũng là một ngành rất là hay. Mình không phản đối cái con đường nào hết, nhưng mà mình cho rằng là nếu mà các bạn còn tiếp tục than vãn là tiếng Trung kiếm được rất ít tiền và không biết là phải làm gì với tiếng Trung đó, thì thực sự là cái điều đấy là các bạn nên suy nghĩ lại, bởi vì đâu đó vẫn có rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền từ tiếng Trung, chứ không phải đến mức độ than vãn là ủa ôi tiếng Hàn cao tiền thế, sao tiếng Trung thấp tiền thế, tiếng Anh cao tiền thế, ví dụ ấy. Bây giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn nhé. Chào Mai Hương, mưa gió này các em ý đang lang thang khói rồi, giờ này còn học hành gì? Mua giáo trình của thầy là có clip bài giảng luôn đúng không em ạ? Đấy là Phỉ Thúy đang muốn hỏi về cái chương trình online của anh, nó trị giá 2,2 triệu, nó có đầy đủ bài giảng của án 1 2 3 4 5 6, đầy đủ hết nhé. Án 1 2 4 5 6 em inbox cho anh nhé. Nhà thầy có ảnh hưởng bão nhiều không? Có bão nhưng đối với anh không vấn đề gì, mình yêu tô đâu có ảnh hưởng gì, kệ bão chứ. Chào bạn Zumi, chào Hoàng Anh Sơn, học tiếng Trung để kinh doanh có được không? Học tiếng Trung kinh doanh quá tốt luôn, các bạn sang Quảng Châu đánh hàng quần áo giày dép rồi là các linh kiện điện tử đều rất là tốt. Mình có một người em là đấy, tháng nào cũng sang Trung Quốc nhập hàng tỷ tiền hàng về bán rất là tốt, rồi là các bạn ấy biết sử dụng tiếng Trung thì bạn lên Taobao đúng không, có biết bao nhiêu các sản phẩm hay của Trung Quốc để mang về mình bán, cái việc đấy nó rất là khả dĩ chứ nó không có gì ghê gớm cả. Thì ai bảo tiếng Trung không kiếm được tiền đúng không, mấy ông đánh hàng Taobao, mấy ông đánh hàng Quảng Châu ông lại cười cho thối mũi, rất nhiều tiền, vấn đề là cách làm thôi. À anh hơi sụt xịt tí, chỉ dạy giao tiếp thôi hay dạy cả viết? Anh dạy cả viết em nhé, anh dạy cả 1.500 chữ Hán qua câu chuyện này. Đây cái này là flashcard về cái đó, nó là cái phương pháp giúp các bạn nhớ chữ Hán rất là nhanh. Đây dạy viết thì bọn em có thể mua cuốn này, viết chữ Hán ở trong này được chưa, tuần tự. Đi làm ở Trung Quốc hay hơn hay là Nhật hay hơn? Đi làm ở Nhật thì cũng tốt mà đi làm Trung Quốc cũng tốt, cả hai đều hay. Ví dụ anh có biết một người bạn ngày xưa làm công ty với anh xong đi làm cho bọn Nhật, làm cho bọn Nhật xong thì cuối cùng anh về anh mở cái vật giá này anh điệp, bây giờ trị giá mấy chục triệu đô rồi. Thì rất là tốt, vấn đề là trong cái quá trình đi làm Nhật và làm cho Trung Quốc đấy, chúng ta tranh thủ chúng ta học được cái điều gì từ bọn nó được chưa, còn chúng ta không tranh thủ học được gì thì chúng ta chết và cả một cuộc đời chúng ta chỉ đi làm thuê thôi. Em chưa từng biết tiếng Trung nhưng cảm thấy thú vị, em học mà không biết bắt đầu từ đâu, em nên mua cái chương trình online của anh mà học nhé, Hà Trương nhé, rất là dễ thôi. Sau khi em mua chương trình đấy là em sẽ học đầy đủ hết. Chào bạn Đào Vũ Định, mọi người nên follow bạn Đào Vũ Định nhé. Đây là một người duy nhất ở trong fan list của mình có 100 tỷ. Đào Vũ Định là một doanh nhân thành đạt, siêu siêu thành đạt. Thì bây giờ anh đã thành lập một cái tập đoàn gọi là Đào Vũ Corporation. Trong đấy thì có làm về các cái giáo dục, ví dụ như là mầm non này, viết chữ đẹp này, rồi là cấp 1, cấp 2 gia sư anh cũng làm. Rồi anh ấy làm về bất động sản, anh ấy làm về cầm đồ bóng bánh làm tất. Nói chung là mọi người nên follow anh Đào Vũ Định nhé, một người rất giỏi và rất nhiều tiền. Lào sư ní cảm mạo là mà ô yếu tén cảm mạo. Em muốn học tiếng Trung với chuyên ngành tóc. Chuyên ngành tóc đó chỉ là có một cái module trong cái chương trình học thôi. Vũ Việt Phương mua chương trình online của anh. À, sau đó thì riêng về phần tóc thì em lên trên YouTube gõ tiếng Trung ngành tóc Phạm Dương Châu, enter phát là ra thêm cái chuyên đề nhỏ, đấy là ok. Có những từ đọc giống nhau nhưng viết chữ khác nhau, đúng rồi. À, ví dụ nhé, một cái từ là từ chuộng nhân đứng bộ chát thì có nghĩa là nói chung chung đi chuộng sống cung chuộng bạn làm nghề gì. Thế nhưng mà cái từ nhân đứng này, chữ thập khẩu bán văn thì đấy là nó làm những việc cụ thể, ví dụ ở chưa phạm tôi nấu cơm, và đấy chính là lý do tại sao chúng ta phải học chữ Hán một cách bài bản và nghiêm túc. Có thể học online được không? Được Vũ Việt Phương nhé, inbox cho anh sẽ nói về khóa học online của bên anh. Bổ ngữ trị trạng thái, bổ ngữ trị trình độ.
Bổ ngữ trình độ thì nói có thể việc là chưa xảy ra, nhưng bổ ngữ trình trạng thái là nói việc đã xảy ra rồi hoặc đã hoặc đang xảy ra. Còn bổ ngữ trình độ sẽ nói về việc trong tương lai, hoặc là nói chung chung thôi. Trạng thái thì là việc đã xảy ra nhé. Ví dụ tha xua khan hủy xua tớ khẩn liếu lị, thì cái đấy nói về trình độ năng lực của anh ta, nó không nhấn mạnh về vấn đề thời gian. Nhưng mà trạng thái tự nhiên anh quên mất mẫu luyện khẩu ngữ làm thế nào. Để có được khẩu ngữ tốt ấy, thì bạn nên mua cái lên trên cái chương YouTube ấy, bạn gõ là Y Cơ Đấn tại ETN. Nó có một cái chương trình nói về 100 người Trung Quốc, nói về 100 cuộc sống khác nhau và ở các thành phố khác nhau của Trung Quốc. Thì khi mà bạn xem những cái đó thì bạn sẽ có rất nhiều những cái câu khẩu ngữ trong nhiều cái tình huống khác nhau, và bạn sẽ giỏi lên. Đây, mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Học tiếng Trung qua phim đi. Đây. Học tiếng Trung qua phim đi. Đây, mình sẽ gửi cái phần này cho các bạn nhé. Trang xem của Trang nó bị lỗi. Mình đã gửi cho các bạn cái link phim để giúp các bạn nghe, để có thể phát triển được khẩu ngữ của mình rồi nhé. Các bạn share cái livestream này về tường là sẽ nhìn thấy nó nhé. Trung Quốc là cái nôi của tất cả các mặt hàng như tớ đây này. Bạn Zumi cũng là bạn học trò của mình. Bạn đánh rất nhiều mặt hàng của Trung Quốc về và nuôi chồng nuôi con rất ok. Nên mọi người có thể follow bạn Zumi nhé. Làm sao để không quên từ mới? Mỗi từ mới thì em cần phải biết nó gồm những bộ gì hợp thành và câu chuyện của nó là gì. Đây, nó đây. Sau đó thì em viết cái từ đấy ra, và sau đó thì em sẽ đặt câu với nó. Sau đó thì em viết nội dung bài khóa, làm bài tập là em sẽ nhớ. Đây nhá, đây là cái bí quyết 1500 chữ Hán qua câu chuyện. Nó nằm trong cái flashcard này của anh. Mọi người cần mua thì inbox nhé. Thầy có nhận đệ tử không? Anh vẫn dạy các lớp mở, các lớp học đi em. Online của thầy giảng chi tiết lắm, hay lắm. Ai không đến được trung tâm thì học chương trình online của thầy Châu. Cảm ơn Nguyễn Đình Thuyết. Bạn này là một bạn học chương trình online của mình. Bạn ấy đang review về nó. Tốt, cảm ơn em. Em học ngành may thì có cơ hội việc làm như thế nào? Thì em làm trong ngành may thôi. Nhập, anh có một cậu học trò là nhập những cái thiết bị ngành may về bán. Cho mày 10, chắc trong tay bây giờ cũng cho vài chục tỷ. Rất là tốt. Bán cái kim khâu này rồi nha. Chân vịt này các thứ ấy. Chào bạn Hà Phương Đào. Lớp nào cấp tốc chỉ cho nghe nói không thầy? Có ấy mày, Phạm Văn Dự nhá. Em cứ qua học lớp bình thường nhưng mà em không viết chữ thôi thì thành nghe nói có cái gì đâu, đúng không? Có khoảng 1500 chữ Trần Khánh Huyền nhé. Giá nó 500.000, cần thì Trần Khánh Huyền inbox cho em. Nó anh kể các câu chuyện về chữ Hán cho mình dễ nhớ, cái này cầm đi khắp nơi được. Em học nghe nói thôi. Ừ, thế thì thôi, phần viết chữ em đừng học nữa, vô viết viết phương nhá. Nhưng anh khuyên là nên học đầy đủ, bởi vì nó viết nó không khó. Học online như được học trực tiếp không anh? Trường Xuân đây, Trường Xuân đây này. Cái chương trình online nó là các cái video anh đã quay sẵn. Thì em làm bài tập xong rồi em gửi lên nhóm cho bọn anh giáo viên bên anh chấm điểm là xong nhé. Đợt trước em học đến giữa quyển 5 rồi nghỉ 1 năm, giờ em học lại thì học từ quyển mấy? Nguyễn Phương Trinh nên học lại từ quyển 4 nhé, tại vì anh sợ bỏ lâu kiến thức nó quên đi nhé. Chữ nho có phải là chữ Trung Quốc không? Đúng em ơi, nhưng nó là chữ 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 Hán cổ. Nhiều nét hơn. À, Thịnh Lâm Ngọc nhé. Còn chữ Trung Quốc hiện nay thì nét nó ít hơn đi một chút. Đây. Các cái từ của nó bớt đi. Đấy. Và em nhìn chữ nó đơn giản hơn, nó không như ngày xưa. Số nét nó giảm lược bớt đi. Trên đời nó có hai việc nên làm, một trong những việc mình cực kỳ thành thạo, hai những việc mình thích. Muốn giỏi tiếng Trung thì phải sắp xếp học tiếng Trung vào công việc mình thích. Chuẩn đấy. Làm thế nào để nhớ chữ chữ Hán? Để nhớ chữ Hán thì bạn phải biết chữ đấy gồm những bộ gì hợp thành và câu chuyện về chữ đấy là gì, được chưa? Và đây, câu chuyện chữ Hán đây chính là cái bộ flashcard các này. Bạn cần thì inbox cho mình sẽ nói. Có phần mềm dịch nào hay tra câu và từ điển Hán Việt, Việt Hán giới thiệu cho em?
Kevin Sáng mua cái quyển từ điển Hán Việt Việt Hán của ông Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục nhé. Cần thiết mua của tiếng Trung.vn thì inbox anh sẽ chuyển hàng đến tận nhà em. Học online không thua kém tiếng Trung, đến trung tâm mấy đâu, học khá hay. Cảm ơn Nguyễn Đình Thuyết nhé. Ai đi làm cũng có mục đích, học tiếng Trung cũng phải có mục đích. Chuẩn em ạ, phải có mục đích em ạ. Tiểu sử lúc học đại học đến lúc mở trung tâm, những lúc khó khăn lúc nào thầy nản không? Nguyễn Duy Linh, anh chả bao giờ nản cả. Lúc học đại học thì anh đi buôn lậu, rồi là đi dẫn tour, rồi làm đủ trò trên đời. Anh có đi học mấy đâu. Anh không thích đi học, anh thích đi buôn, đi chơi. Mà trong cái thời gian đấy mình lại học được ối thứ hay. Bởi vì thực ra mà nói tốt nghiệp trường đời nó tốt hơn rất nhiều so với tốt nghiệp trường học. Trường học tốt nghiệp ra thì chưa chắc đã giàu, nhưng mà trường đời mà tốt nghiệp là giàu đấy. Các là 1.500 chữ Trần Khánh Huyền nhé. Facebook của anh Đào Vũ Định à? Anh ấy vừa comment ở trên này đấy, em tìm đi nhá. Em nghĩ là Đào Vũ Định là ra nhá. Em định vào Đại học Hà Nội khoa Trung nhưng em không biết tí gì tiếng Trung. Bây giờ phải học tiếng Trung như thế nào? Hà Phương Đào nhá, em học hết Hán ngữ năm và sẽ thi đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Thanh Xuân. Bởi vì trong trường nó yêu cầu hát nghe hát SK4, tức là hết H4. Em mua chương trình online của anh học là xong. À là Phương Đào nhé. Cô Thủy Nguyễn xinh đẹp của trung tâm đang online, các bạn add cô nhé. À thế à, lúc nãy anh cũng có nhìn thấy Thủy Nguyễn. Em ở thành phố Hồ Chí Minh muốn mua sách luyện viết, em chuyển khoản gửi địa chỉ và anh giao. Đúng rồi, Hùng Nicolas inbox cho mình nhé. Để mà học viết thì bạn nên mua cái flat card này, bộ flat card này của bên mình, và mua thêm chương trình online của bên mình nữa. Nên mua thêm sách vở để làm bài tập nữa là ok không nhá. Hùng inbox cho mình đi, mình sẽ nói rõ hơn về cái chương trình online đó. Chắc có cách nào học chữ Hán mà không quên không thầy Văn Đức ơi? Có đây này, đây là cách nhớ 1.500 chữ Hán qua câu chuyện. Nó là các cái flashcard, bạn cứ đi đâu bạn dở dở ra nó, mình hay kể câu chuyện này. Nghĩa nó làm sao, nghĩa làm sao, inbox cho mình Văn Đức nhé, thì bạn sẽ nhớ được chữ Hán rất nhanh. Có ứng dụng nào học nghe tiếng Trung qua bài hát có cả phiên âm và chữ viết không? Có đấy bạn ơi, có học tiếng Trung qua bài hát đấy, để mình gửi cho nhé. Có đầy đủ cả phiên âm nhé, có lời dịch, có dấu, đầy đủ hết các bạn nhé. Đây mình gửi cho các bạn này. Hai này, học tiếng Trung qua bài hát. Đây các bạn share nó về tường đi, mình vừa gửi lên đây cho các bạn rồi đấy. Học tới HK5 rồi mà không có từ chuyên ngành sao mình đi làm được ạ? Biện Trường Giang ấy, bạn nói thế là ngụy biện nhé. Học hết hết HK5 rồi thì làm sao mà không xử lý được các cái vấn đề chuyên ngành? Mà nó là chuyên ngành thì bạn lấy từ điển ra mà tra thôi, quá đơn giản đúng không? Học đến Hán ngữ 1 bài 5 có phim gì Trung Quốc cho em xem không? Chưa đâu Bích Ngoan Hà. Em phải học hết Hán 2 đi thì lúc đấy mới hẵng xem phim, chứ bây giờ làm gì có mấy từ để mà xem. Xem bài đẹp chưa đọc cụ được. Làm sao để nhớ các cách viết chữ Hán? Em nhìn chữ Hán có thể dịch được nhưng viết ra không nhớ được. Đây ạ. Em mua cái bộ flashcard này là em sẽ nhớ được chữ Hán, bởi 1.500 chữ Hán câu chuyện của nó ra làm sao thì trong này có sẵn rồi nhé. Cần đi inbox. Bộ 1.500 chữ Hán này bao tiền? 500.000 nhá, Phùng Thu Thủy ạ. Inbox em mấy cái thẻ kia. Em inbox cho anh đi Lương Huyên, anh sẽ tư vấn cho em về cái flashcard này. Học tới HK5 2.500 chữ thì tạm dùng đủ để đi làm Biện Trường Giang nhé. Muốn giỏi thì bạn nên học hết HK6 thì ok. Ở đấy bạn dịch ngon lắm. Em mới học tiếng Trung sao thấy đọc giống mà nghĩa khác nhau? Có giáo, cô giáo nói phải vào học viết mới phân biệt được. Đúng rồi đấy, bạn phải học viết, cô giáo nói chuẩn đấy. Ngọc Hiếu nhé. Hôm nào rảnh thầy làm về chủ đề các từ ngữ trên mạng hay giới trẻ bên Trung Quốc dùng được không? Trên fanpage có rồi em nhé. Bạn ơi cho mình hỏi học cách nào dễ nhớ. Bạn hỏi về học viết chữ hay là học về tất cả tật?
Nếu tốt nhất là Bùi Như Yến inbox cho mình, bạn mua cái khóa học online bên mình thì trong đấy nó có hướng dẫn cách học dễ nhớ hết rồi. Hồng Ngát, hôm đi đăng ký gặp thầy sướng quá, cảm ơn Hồng Ngát nha. Học 2.500 chữ nhưng chưa có cấu trúc câu thì làm sao cho giỏi? Thì ghép nó lại với nhau rồi là vứt nó lên Baidu ấy, mình gõ cái câu đấy ra xong mình vứt lên Baidu. Còn đúng hay không đúng thì Baidu nó sẽ đưa ra một câu chuẩn. Thế thôi, sửa luôn. Học online có thời giới hạn thời gian không? Thoải mái em ơi, luôn fan nhá. Học online kéo dài hẳn 5 năm, rảnh lúc nào là học cũng được. Nên 5 năm đối anh nghĩ là quá thoải mái. 1.500 chữ nếu thi thì mình được 2K mấy? Tầm khoảng 2K4 nhá, Phùng Thu Thủy. Học 2.500 chữ đủ đi làm thầy e, em sợ có từ chuyên ngành. Thì phải học thêm chuyên ngành, phải tra từ thêm. Ông Biện Trường Giang này hỏi toàn câu không thông minh. Học online và không có sách liệu có được không? Nên mua sách Hương nhé. Bọn mình có thể chuyển sách đến nhà bạn tại Việt Nam được mà. Sách về tận nhà lo gì. Em học muốn học tiếng Trung nhưng lại phải học xong vì ra trường yêu cầu. Ra trường. Thế thì lúc nào rảnh thì em học nhé, Mỹ Linh nhé. Em muốn học giao tiếp thôi, không học viết. Thì khóa học online thì bao nhiêu? Nó vẫn là cái khóa học online đấy mà anh Hiệp ạ. Em không học viết thì em bỏ phần viết, em không học nữa là được nhá. Vào đại học là dạy lại từ đầu không đâu em ơi, tùy. Trong trường đại học thì người ta có dạy lại từ đầu nhưng dạy khá nhanh nên là mình biết trước thì mình vẫn lợi hơn chứ. Hôm nọ em mua không thấy giới thiệu đến cái tập vừa dơ lên mới có mà nho bùi mới về được 2 hôm nay mà. Em học online chỉ mua giáo trình thôi ạ. Được, nho bùi mua giáo trình inbox cho anh sẽ nói về việc mua giáo trình. Em học ở trung tâm gần được 2 tháng rồi mà vẫn chưa được gặp thầy. Gặp anh thì dễ mà, hôm nào anh chẳng mặc quần đùi đi qua đi lại dưới quầy lễ tân. Ok Hùng Nicolas, sáng mai anh trả lời Hùng nhá. Em muốn hết sách HSK6 bao nhiêu tiền? Hán 1, 2, 3, 4, 5, 6, cả tập viết nữa là 477.000 nhé. Đấy. Còn muốn mua thêm sách nữa thì tình xa lộ inbox cho anh sẽ nói rõ hơn. HSK5 thì có được xét vào đại học ngoại ngữ không? Được em ơi. Thi thì đỗ có gì đâu. Nếu mà thi vào trường đại học ngoại ngữ Hà Nội thì HSK5 là em thi quá ngon này. Làm thế nào để học viết nhanh? Viết nhanh thì đầu tiên phải viết đúng đã. Viết đúng xong thì tốc độ dần dần nó sẽ nhanh lên. Yến Hoàng nhé. Ừ. Đây này, mua flashcard này để mà nghiền ngẫm nhằm nhớ chữ này. Mua quyển tập viết chữ Hán này để mà luyện viết chữ này em ạ. Nha. Khóa học online có khóa dạy nghe nói không thầy? Online thì nó tách ra phần nghe nói và đọc viết riêng. Nên là nếu em học nghe nói thì phần viết em bỏ đi là được. Nha, Hoàng Nguyễn nhé. Tiếng Trung phải đọc ngược. Không, về cơ bản nó đọc giống Việt Nam. Ví dụ tôi ăn cơm thì tàu nó là tôi là ủa. Ăn là chư, cơm là phản. Ủa chư phản, tôi ăn cơm. Nếu nó nói rồi là quá khứ đúng không? Thì tàu nó có từ lơ. Ủa chư phan lợ, tôi ăn cơm rồi. Được chưa? Tiếp tục nhé. Bí quyết để thành công trong việc giảng dạy tiếng Trung của thầy là gì? Tiệp tĩnh tâm, mình rất yêu thích cái việc giảng dạy. Mình thích cái cảm giác là biến một cái người ngu độn, dốt nát, không biết gì. Sau đó khoảng 1-2 tháng tự nhiên nói tiếng Trung mà mầm. Ôi, mình cảm thấy quá sướng luôn. Một cái sướng hơn nữa của mình là huấn luyện giáo viên. Tức là bây giờ có một cô giáo, người ta đi làm đâu được khoảng 7 triệu, 6 triệu. Sau khi mà mình bảo, em ơi, về làm nhân viên của, làm giáo viên với anh dạy không? Thế anh dạy cho người ta khoảng độ 2-3 tháng, người ta dạy rất giỏi. Một tháng người ta kiếm được đâu đó khoảng độ 15-20 triệu. Tức là mình làm thay đổi cuộc đời người ta đúng không? Từ 5-7 triệu mà lên đến 20 triệu là quá lớn rồi. Đó, mình cả cuộc đời mình dành cái việc là huấn luyện con người, tức là biến những cái con người bình thường trở nên xuất sắc hơn. Mình cảm thấy rất khoái trá cái việc đấy. Cảm ơn Tiệp Tịnh Tâm đã hỏi một câu rất hay. Mở lớp ôn thi HK hay ôn thi đại học đi thầy? Chả cần đâu Hồng Đoàn đây. Em cứ mua chương trình online của anh học hết Hán 6 thì là em đã đi thi đỗ HK 5 rồi và thi đỗ luôn đại học rồi. Thế là xong, được nhá, chả cần gì ghê gớm cả. Em đăng ký ngành ngôn ngữ chung ở đại học rồi thì có nên học trung tâm nữa không? Nên học Quỳnh Ngân nhé.
Bởi vì em học trung tâm sau đó thì em vào trường đại học, em có học bổng. Em học giỏi hơn các bạn khác thì em có học bổng, thế thôi. Rồi lại còn đi học ở nước ngoài này nọ. Ai đó, ai có từ mới về động từ chỉ hành động, thời gian, cảm xúc, trạng thái không nhỉ? Sóng gió cuộc đời, lên Google gõ nhá. Động từ hành động, cách ra Phạm Dương Châu có liền. Học chương trình Hán 1 đến Hán 6 của trung tâm, em cần mua những quyển sách nào và giá là bao nhiêu? Thịnh Lâm Ngọc, em cần mua giáo trình Hán ngữ 1, 2, 3, 4, 5, 6 và quyển tập viết là 477.000, hết, vậy thôi. Bao nhiêu tiền một khóa học online vậy? Online của nó là 2 triệu 2, học đủ từ Hán 1 đến Hán 6, ngoan hiệp nhé. Cần thì inbox cho anh nói rõ hơn. Em muốn học một khóa giao tiếp thì bao lâu mới thông thạo được? Đỗ Thảo học tầm khoảng độ 2 khóa, Hán 1, Hán 2 là bắt đầu nói tạm tạm rồi. Đi buôn nhập hàng được rồi, nhá. Mọi người share cái livestream này về tường nhé, để mà xem được những cái phần link mình vừa gửi cho các bạn, để các bạn có thể học thêm được. Share cái livestream này về tường. Để thi được hát K5 thì phải học hết Hán ngữ 6, Hà Phương Đào nhé. Chương trình online của anh là Hán 1, 2, 4, 5, 6 ấy. Em học xong là ok. Các thầy cầm lúc nãy là bao nhiêu tiền? Cái này hả? Cái này nó gồm có đủ Hán 1 đến Hán 4 nhé. Giá của nó là 500.000. Thế lên inbox cho anh nói rõ hơn. Nó là flat các học chữ Hán ấy mà. Ngữ pháp tiếng Trung có giống ngữ pháp tiếng Việt không anh? Na ná, nó có một số ngữ pháp khác. Cái quyển này còn nhiều không cha? Ở đây, các bạn muốn học ngữ pháp thì nên mua cuốn này. Sổ tay người học tiếng Hoa này, nha. Nó sẽ giúp cái ngữ pháp của bạn lên rất là nhanh. Học đây. Ngữ pháp tiếng Trung của ông Từ Tinh Ngưng, quyển này khó hơn một chút nhé. Xong cái quyển sổ tay kia mới vào lên được cái cuốn này. Chào Phương Kim, chào Dương Dương. Tiếng Trung có dễ nói và nghe hơn so với tiếng Anh không? Dễ nói và dễ nghe hơn tiếng Anh rất là nhiều. Nhiều người học 12 năm tiếng Anh không nên hồn, nhưng học tiếng Trung có vài tháng người ta đã nói ở mầm rồi. Có lẽ là bởi vì cái văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc nó gần nhau quá. Mà thứ hai nữa là ngôn ngữ đơn âm. Ví dụ nhá, Việt Nam mình nói là tôi ăn cơm rồi đúng không? Tôi là ủa, ăn là chư, cơm là phan, rồi là lơ. Tôi ăn cơm rồi các bạn nói nào? Ủa chư phan lơ. Rất là dễ đúng chưa? Đây chính là lý do mà người Việt mình học tiếng Trung rất là nhanh, nhưng học tiếng Anh thì lâu đúng không? Rất là khoai. Em muốn học một khóa để giao tiếp thành thạo cần học mấy tháng? Em cần học tầm khoảng độ 2-3 tháng. Ghi nhá, inbox cho anh nói rõ hơn. Em đang ở bên Đài mà muốn đăng ký khóa học online của thầy thì đăng ký như thế nào? Quách Trương Hoàng, em nhờ người nhà tại Việt Nam chuyển khoản tới bên anh, sau đó thì là bên anh gửi mật khẩu là em có thể học được ngay. Quách Trương Hoàng inbox cho anh sẽ nói rõ hơn. Nhiều hơn 3.000 người đang ở Đài Loan, các nước khác đang học cái chương trình online của anh rồi, nên yên tâm là học được. Học bao nhiêu lâu mới nói thành thạo được? Tầm khoảng 2-3 tháng trở lên Vi Bùi nhé. Học tiếng Trung cấp tốc 1 năm rồi cuối lớp 1 đi du học được không? Được em ạ. Muốn 1 năm 12 học tiếng Trung bên Trung 4 năm đại học. Em vừa mới học nhưng nghe mấy ông Trung Quốc nói em không hiểu gì cả. Vừa mới học làm sao mà hiểu được em? Em phải học hết Hán 2 em có một ít từ vựng người ta nói em mới hiểu được chứ. Có những một số giáo viên chỉ dạy những học sinh khá giỏi thật chán. Lương Bích Hương, cảm ơn Lương Bích Hương nhá. Em nói chuẩn đấy. Flat các có chống nước được không? Có mà em ơi. Nó cao, nó cán một lớp ni lông bên ngoài, đâm ra là nước chảy qua vẫn vô tư không sao cả. Thì nó mới dai, nó mới bền được. Tại vì mình còn cầm đi khắp nơi mà Văn Đức. Văn Đức cần mua thì inbox cho anh nhá, anh sẽ nói rõ hơn. Em kém phần ngữ pháp thì mua giáo trình gì? Kém phần ngữ pháp thì em mua quyển ngữ pháp của ông Từ Tinh Ngưng này nhé. Bên anh có bán, inbox cho anh sẽ nói rõ hơn. Hoặc là quyển sổ tay người học tiếng Hoa thì dễ học hơn chút. Đấy, hai cuốn ngữ pháp này là đủ cho em giỏi rồi. Mới bắt đầu học thì nên học từ đâu? Em học chuyên Anh, giờ muốn học tiếng Trung. Bạn Nguyễn là nên học cái bộ Hán ngữ 6 tập nhé. Em inbox cho anh sẽ nói rõ về chương trình học Hán ngữ 6 tập đấy cho em. Học hết Hán 6 thì đại học được khoảng bao nhiêu điểm? Nếu học hết Hán 6 thì thi đại học chắc chắn đến 8 trên 10 khả năng được. Bởi vì chương trình thi đại học họ chỉ yêu cầu Hán ngữ 4 thôi mà. Để thi được HK3 thì học hết Hán ngữ 3 em nhé. Nguyễn Diễm Thúy nhé. Inbox cho anh. Em Nguyễn muốn đi học ở Trung Quốc thì qua bên anh mà học. Nếu em tại Hà Nội
học trước đi thì sang Trung Quốc thì em dễ được học bổng lắm. Còn nếu mà em lười thì sang đấy học vật lộn lắm. Nhiều bạn đến mùa hè hoặc là Tết về bố mẹ lại bắt qua gặp anh để học, rất là mất thời gian. Trong khi trước đấy mình học thì có phải sang đấy mình tự tin không? Đúng không? Biết cái gì là mình tự tin cái đó. Phương Diện muốn học thì inbox cho anh nhá. Dương Dương ơi, tiếng Trung và tiếng Anh hiện giờ là hai ngôn ngữ mà có lượng người xem, người học lớn nhất thế giới. Đúng không? Tiếng Trung Quốc thì nó có cả tỷ dân, còn tiếng Anh cũng cả tỷ người đó. Nên là mình nên có cả hai thứ tiếng này là mình đi khắp thế gian. Bởi vì mình đã đi Nhật, đi Hàn, đi Mỹ rồi đi khắp nơi đều dùng vác tiếng Trung ra dùng được. Bởi vì kể cả Nhật, Hàn, Mỹ nó cũng đều rất là có rất nhiều khách, 70% lợi nhuận nó đến từ khách Trung Quốc nên rõ ràng nó phải học tiếng Trung, thế thôi. Sài Gòn có bán không? Có bán ở Sài Gòn, nó quyên quyên nhá. Đó là tài liệu anh làm ra thì làm sao Sài Gòn bán được. Tháng 8 có lớp khai giảng, có Vi Bùi inbox cho anh sẽ nói lịch. Tháng 8 khai giảng. Ở Hà Nội thì các bạn học ở tại số 10 ngõ 156 Hoàng Mai hoặc số 25 ngõ 68 Cầu Giấy nhé. Một trong hai địa chỉ đó.破产, phá sản, Kiên Trọng Mai nhé. Link phim học tiếng Trung, em share Văn Tài, share cái livestream này về tường. Ở trên tường là sẽ có sẵn rồi nhé. Anh gửi lên trên livestream rồi. Học tiếng Trung để mình biết tiếng Trung, bao giờ Trung Quốc đánh Việt Nam thì bảo tao là người Trung. Vớ vẩn. Mai lớp tiếng Trung sơ cấp khai giảng đúng không thầy? Mai là thứ ba. Bốn bốn không không. Hằng Nguyễn thì Hằng sáng mai gọi 0944004400 4400 nhé. Anh không phụ trách vụ đó. Làm công ty Trung Quốc thì HK5 26 năm được em ạ. HK5 thì phải học tầm khoảng 7-8 tháng. Được HK6 thì càng ngon. Có bổng du học Trung Quốc giới hạn tuổi không? Theo mình biết là họ không giới hạn tuổi. Em tự học tới bài 5 quyển 1 rồi. Đóng bao nhiêu tiền vậy? Em nên học lại từ đầu luân phạm bài 5 quyển 1 chả thấm vào đầu. Quyển 1 nếu học tại Hà Nội là 1 triệu 3 em nhé, luân phạm nhé. Em vừa thi đại học, em có nên đi học từ bây giờ không? Em chưa có học từ đỡ bây giờ được mà anh chưa. Inbox cho anh sẽ nói về các lịch học. Giao tiếp tốt thì nên học cái bộ Hán ngữ 6 tập em nhé. Thanh Kiều nhé. Chào Vũ Thị Hương. Em muốn viết chữ, muốn viết giỏi thì em mua cái này này, bộ Flatcard này. Trong đó nó có phương pháp 1.500 chữ Hán qua câu chuyện, đủ từ Hán 1 cho đến Hán 4 rồi nhé. Cái này anh mất 6 năm để ngồi nghiền ngẫm nữa ạ. Không đơn giản đâu. Dương Dương nếu ở Sài Gòn thì mua chương trình online của anh mà học. Hàng rất nhiều người, hàng nghìn người ở Sài Gòn, Bình Dương, Cần Thơ, họ vẫn mua chương trình của anh. Họ vẫn học ok mà. Học khoảng 6-7 tháng thì qua được HK4 bạn ạ. Vấn đề là bạn học hết Hán ngữ 5, thế là ok. Hoàng Trường ở Sài Gòn thì bạn mua chương trình online của mình học nhé. Inbox mình sẽ nói về chương trình online cho. Làm sao để học viết và nhớ được chữ Hán? Để viết nhớ chữ Hán bạn cần phải biết một chữ Hán ấy gồm những bộ gì hợp thành và câu chuyện về chữ Hán đấy là gì. Xong. Đây này, trên tay mình là 1.500 chữ Hán có câu chuyện. Các bạn có thể inbox mình sẽ chỉ cách mua cho. Flatcard, Nguyễn Tiến Anh inbox cho anh nhá. Bên anh sẽ bán cho em, gửi đến tận nhà nha. Ngọc Hùng, em muốn thích tiếng Trung mà em chưa học thầy cô nào cả. Bắt từ đầu từ đâu? Ngọc Hùng bắt đầu từ phát âm và từ viết chữ Hán. Ngọc Hùng inbox cho anh sẽ nói rõ về cái quy trình học tiếng Trung từ đầu. Em học đến Hán 2 có thể viết được chữ Hán được. Viết được chứ. Tuấn Nguyễn Văn hoàn toàn viết được, chỉ có điều là số lượng từ Hán 2 em chỉ viết được khoảng tầm dưới 1.000 chữ, 5-700 chữ. Sau đó em muốn học cao lên thì em mới nhớ được nhiều từ hơn. Phương Đàm Minh, có phải trường đại học nào cũng có học bổng đi Trung Quốc không? Có đấy em ạ, nhưng thông thường là có đông cháu cha, không phải là việc của em đâu. Em rất khó có thể đạt được. Xin những học bổng của Đài Loan thì khả dĩ hơn em. Hằng Ngô inbox cho anh đi, anh sẽ nói về chương trình học online cho Hằng Ngô. Thầy inbox cho em khóa học online được không? Em ở Sài Gòn em muốn thi. Thì tại sao Nguyễn Hoài Hương không inbox cho anh sẽ trả lời em, đúng không? Bí quyết học hiệu quả Nguyễn Thành Đạt là mỗi ngày dành cho nó 1 tiếng đến 2 tiếng và gặp một ông thầy giỏi. Ở Hà Nội thì em đến Hồng Mai và Cầu Giấy gặp anh, hoặc ở xa thì em học online với anh là xuôi hết, thầy ngon là trò sẽ ok. Thi vào trường đại học Trung Quốc thì học đến quyển mấy?
Tốt nhất ở Việt Nam em học hết quyển 6 thì sang đấy em thi đỡ phải thi HK, thi HK ngay tại Việt Nam sẽ tiết kiệm tiền cho bố mẹ em hơn. Anh có dạy viết chữ không? Có đây em. Flashcard dạy viết chữ đây em. Cần inbox cho anh, Phương Diễm nhé. Chương trình online thì anh dạy viết chữ đầy đủ đầy đủ. Quỳnh Như mua sách được tặng khóa online nhưng xem không được. Quỳnh Như sáng mai thì vào trang tính chu chấm lên ở chat với cả nhân viên bên anh nhé. Họ sẽ trả lời. Mình có thể làm được việc gì ở đâu trong khi mình chỉ biết mỗi tiếng Trung? Thì làm phiên dịch thì làm gì? Đi buôn, làm hướng dẫn viên du lịch. Phiên dịch thì họ yêu cầu em phải viết được, đọc được, dịch được văn bản, hết, có thế thôi. Em chỉ xem được tí thôi, gián đoạn. À, thế à? Đây có cô Đinh Hồng Hạnh này, một trong những giáo viên xinh nhất và giỏi nhất của tiếng Trung.vn này. Mọi người follow cô Đinh Hồng Hạnh nhé. Cô có một cái thể hình là phải nói là tuyệt tác. Rất đặc biệt, rất là đẹp. Ở tiếng Trung.vn thì có hai người có thể hình đẹp là cô Thủy Nguyễn và cô Đinh Hồng Hạnh. Mọi người follow được hai người đấy, gọi là tuyệt sắc giai nhân của tiếng Trung.vn. Apple Huân Nguyễn, em mua chương trình online nhưng lại không tập trung được, phải làm sao bây giờ? Tập trung thì đấy là vấn đề cá nhân của mình rồi. Mình cảm thấy là việc học này nó cần thì mỗi ngày mình dành ra nó khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Nó tạo thành một thói quen. Huân Nguyễn nhé. Ừ. Chứ không ai có thể nào mà thúc vào đít mình được. Lịch thầy on à. Nguyễn Thành Đạt thường là tuần on 2 lần. Còn hôm nào hứng thì on. Em thấy người Sinh nói dễ nghe hơn người Trung Quốc. Đúng rồi, người ta ít cong lưỡi hơn em ạ. Cách nhớ chữ Hán. Em kém khả năng nhớ mặt chữ Hán. Thế mua cái flashcard này thôi. À, trong này có 1.500 chữ Hán qua câu chuyện thì em sẽ nhớ được nhanh. Nguyễn Văn Tuấn nhé. Inbox nhé. Đăng ký online hết bao nhiêu tiền? Một khóa đó là 2 triệu 2, học từ Hán 1 là Hán 6. Dương Dương inbox nhanh. Em muốn học lắm nhưng em lại sợ không có thời gian. Ok, lúc nào có thời gian thì học môn Sora. Trần Thu Huyền học hết HK hết bao nhiêu tiền? HK 3 thì học hết Hán ngữ 4 đi, là 1 triệu 2. Chương trình online Trần Thu Huyền nhé. Em muốn học online thì đăng ký nào? Lê Nguyễn inbox cho anh sẽ nói về cách đăng ký. Em chưa hiểu kiểu học online là như nào. Nó là những cái video anh đã quay sẵn. Hoàng Trường làm bài tập theo rồi nộp bài lên, giáo viên bên anh sẽ chấm điểm cho em là ok nhé. Em muốn học nói tiếng Trung thì mua chương trình online của anh mà học, Đoàn Lan Anh. Còn khóa nào học chuẩn bị bắt đầu học ở Hoàng Hồng Mai, không phải Hoàng Mai Lê Hương nhé. Inbox cho anh sẽ trả lời em. À, Thủy Nguyễn đã hiện hình rồi đây các bạn này. Thủy Nguyễn thì mệnh danh là người có cặp mà đùi dài nhất, đẹp nhất của tiếng Trung.vn. Mọi người mà nhìn được cái đùi của Thủy Nguyễn thì ngất ngây luôn. Thủy Nguyễn cũng là một cô giáo rất là giỏi, dạy rất là hay, sexy nữa. Mọi người follow cô Thủy Nguyễn đi. Đây cô đang nổi đây này. Tiêu chuẩn để làm tại trung tâm thì sao? Thì em phải học hết HK6 thì có bằng HK6 rồi qua gặp anh tuyển, nếu mà thấy hoạt bát thì là anh nhận thôi. Đào Hồng Phan Thị, thầy cho em hỏi muốn học chữ phồn thể thì sử dụng Flatcard có hiệu quả không? Hiệu quả khoảng 80%, bởi vì giữa cái phồn thể và giản thể nó chênh nhau khoảng 10% mà Đào Hồng Thị nhé. Em học nói được nhưng viết em thấy khó nhớ quá, thì em phải mua cái Flatcard bên anh này mà học này. Cái này nó giúp cho bạn em nhớ được chữ Hán này. Có 1.500 câu chuyện chữ Hán trong này này. Inbox cho anh nói rõ hơn. Học online cần mua sách gì? Em mua bộ Hán ngữ 1, 2, 3, 4, 5, 6 và tập viết trị giá 477.000 là ok. Khuôn Nguyễn inbox cho anh sẽ nói rõ về sách. Flatcard, Nguyễn Tiến Anh giá nó 500.000 nhé. Chưa kể tiền ship, ship đến đâu thì tính tiền đến đó. Inbox cho anh. Flatcard thì chỉ có mỗi bên anh có thôi, bởi vì anh là người sáng tạo ra nó mà. Độc quyền. Anh tự làm ra nó thì làm sao? Vương Cửu Tam, thầy dạy vui tính lắm. Cảm ơn Vương Cửu Tam. Đối với em thì phát âm và nghe đọc không vấn đề gì, còn chữ Hán cứ nhớ xong lại quên. Em cần phải biết chữ Hán ấy gồm những bộ gì hợp thành và câu chuyện về chữ Hán ấy là gì. Em mua cái bộ Flatcard 1.500 chữ này là em nhớ được hết chữ nhé. Bởi vì anh hay kể chuyện thì bạn nhớ chữ nó dễ hơn. Flatcard bán như nào? Đoàn Lan Anh inbox cho anh. 500.000. Nộp bài lên trang nào? Nó có nhóm riêng Thanh Kiều nhé, của những người đã đóng tiền học online. Bây giờ mới học tiếng Trung, chỉ em cách học khóa online bao nhiêu tiền?
Hoài Hương Nguyễn khóa online của nó là 2 triệu 2. Học từ tháng 1 tháng 6 là em đủ đỗ thi được HK5 đấy. Nói và phiên âm mỗi nhớ viết chữ Hán, Phan Nguyên Phan. Thì đây. Em mua cái flash card này là chữ em ngon thôi. Bộ combo hỗ trợ học tập online bao nhiêu? Nó là 2,2 triệu nhịp đập mức ước mơ nhé. Giấc mơ nhé. Inbox cho anh. Cặp đùi dai nhất Hồng Đoàn đúng rồi đấy. Facebook cô Thủy là gì? Cô vừa hiện hình đấy. Hôm trước cô Thủy Nguyễn dạy thay thầy một buổi lớp CT2 nhưng vì chưa quen cách dạy của cô nên hơi khó hiểu. Em vẫn thích thầy dạy hơn. Đương nhiên anh thao dạy hơi bị ngon. Giản thể thông dụng hơn bạn Phỉ Thúy nhá, bởi vì nó ít nét hơn. Mà Trung Quốc đại lục bây giờ nó toàn dùng giản thể mà. Moon Sora bị mắc phần phát âm thì em lên trên Google, em gõ là lên YouTube đi, em gõ là lên gõ hộ cho. Học phát âm tiếng Trung này. Học phát âm tiếng Trung. Đây nhá, anh để cái này lên, bọn em share cái livestream này về tường là sẽ nhìn thấy nhá. Đây. Phần 3 này. Học phát âm tiếng Trung. Đây anh để sẵn đây nhá. Bọn em share cái livestream về tường là sẽ thấy nó. Được chưa? Inbox cho thầy rồi. Ok, thì anh trả lời em. Từ rồi học như A hoặc là lơ. Ủa chưa phát lận, tôi ăn cơm rồi nhé. Ủa mãi lắm, tôi mua rồi. Học trực tiếp thầy bắt đầu dạy tháng 8 tháng 9 thì liệu có đủ kịp thời gian thi HK 34 không? Tâu tâu học chương trình cấp tốc thì kịp. Em ạ. Inbox cho anh, tâu tâu nhé. Cho em xem kỹ lại flash card được không? Đây, cho em xem kỹ lại flash card này. Kỹ này. Đấy, kỹ này. Được chưa? Em đã xem kỹ chưa? Đây, cho em xem thêm tí nữa nữa. Kỹ rồi nhá. Ừ. Kỹ thế đủ rồi nhá. Cái đấy do anh tự làm ra nên chắc chắn em không tìm thấy ở bất cứ đâu đâu. À, cô Viên Trà cũng đã nổi lên rồi. Đây là hoa khôi của tiếng Trung.vn. Đợt này đang có bầu nên là cũng bớt hoa khôi rồi. Em học khóa online thầy rồi nhưng cách viết khó nhớ. Nó có cái phương pháp nhớ chữ anh nhồi trong chương trình online đấy. Em xem cái phần dạy tập viết ấy nhé. Khóa qua học tại trung tâm một khóa là 2 tháng 1 triệu 3. Quỳnh Ngân nhé, inbox cho anh nói rõ hơn. Hoàng Anh Dũng đang nổi này. Hoàng Anh Dũng là một chủ một tập đoàn cửa hàng ăn uống. Mọi người follow kết bạn với Hoàng Anh Dũng nhé. Đây là một người tuổi trẻ tài cao. Bây giờ cũng còn rất trẻ nhưng mà đã đẻ ba đứa con này. Và có hẳn một tập đoàn ăn uống. Thì anh ấy chuyên về các món chân gà rồi các thứ đấy. Mọi người follow anh Hoàng Anh Dũng này nhé. Một nhân tài trong ngành kinh doanh ăn uống đấy. Học tiếng Trung để nói tiếng Anh cho giỏi hơn ạ. Cũng được. Học tiếng Trung chỉ học nói không có được không? Không nên Nga Nguyễn nhé. Nên học cả viết chữ bởi vì sang bên kia nhiều lúc toàn biển báo mình phải đọc được chứ. Nha. Viết chữ nó không khó đâu. Mình có phương pháp riêng để nhớ chữ Hán cho dễ rồi. Bạn yên tâm. Quá kỹ luôn. Cảm ơn em. Flat card là 500.000. Nam Nặc Nô inbox cho anh. Anh chuyển sách tận nhà em. Một khóa online là 2 triệu 2 Nguyễn Thị Trang nha. Học đủ từ Hán 1 cho đến Hán... Học đủ từ Hán 1 cho đến Hán 6. Tiếp tục em học theo tiếng Trung nhưng người Đài Loan không hiểu lắm. Kệ, anh ở Đài Loan 4 năm thì em không thể nói câu chuyện này với anh được đâu. Anh ở Đài Loan anh biết mà. Người Đài Loan người ta hiểu hết. Chứ không phải người Loan không hiểu gì đâu. Em muốn chỉ học nói thôi cho nhanh. Cũng được. Thì phần viết chữ em thôi đi, em không quan tâm đến nó nữa. Được chưa? Mình vẫn khuyên chân thành là nên học nói bởi vì học viết nên nó chẳng khó khăn gì đâu. Không hề khó đâu. Học online thì hình thức nào nào? Phạm Văn Đông nó là các video đã quay sẵn. Em làm bài tập theo xong rồi đưa cho giáo viên bên anh chấm điểm là ok. Đủ từ án 1 đến án 6. Trí nhớ kém có khó khăn gì? Không em ơi, trí nhớ bình thường là học được rồi. Tại vì trước khi huấn luyện người là anh đã huấn luyện
thú cưng mà, đâm ra là thú nó còn học được huống hồ là người. Học một khóa ở Hà Nội thì là 2 tháng là 1,3 triệu Hà Khun nhá. Em đang tự học mà không hiệu quả lắm, phát âm sai. Hoàng Trường có thể mua chương trình online của anh học thì là em sẽ ngon thôi. Có giáo viên người ta sửa cho mình mới giỏi được chứ. Anh dạy ở 2 cơ sở, một là số 10 ngõ 156 Hồng Mai và số 25 ngõ 68 Cầu Giấy tầng 4, Quỳnh Ngân nhé. Em mua một bộ nhưng không đủ bài trên YouTube để học. Bên anh có bán bài trên YouTube đâu em ơi. Nó có mật khẩu, nó có web riêng em ơi. Còn YouTube là vớ vẩn rồi, chả liên quan đến anh rồi. Ai bán cho anh, ai bán cho em thì inbox anh xem nhé, anh chửi mặt thằng này nhé. Tiếng Trung viết ra thế nhưng dịch ngược lại là sao? Em nói thế là tức là em không hiểu về ngữ pháp tiếng Trung này thì lên nhé. Để giỏi ngữ pháp tiếng Trung em mua 2 cuốn này, một của ông Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục, hai của ông Từ Tinh Ngưng. Inbox anh ấy nói về 2 quyển sách này giúp em viết tốt. Có ca sớm tầm 7 giờ đến 9 giờ sáng không? Không em ơi, Phương Mộc, sớm nhất thì cũng đang phải từ 8 rưỡi đến 10 giờ. Còn bây giờ bình thường buổi sáng là từ 10 giờ đến 11 giờ 30 Phương Mộc nhé. Muốn đi du học và có việc làm thì bao nhiêu mới đủ khả năng? Tầm hết han 4 Thanh Nhiều nhé. Một video xem tối đa 30 lần nhé, Nguyễn Hưng Mợ. Mình thích học tiếng Trung nhưng phải là học đau đầu. Đau đầu thì làm thế nào? Bạn học với mình thì không đau đầu đâu Hào Hương ạ, bởi vì mình suốt ngày có trò chơi cho vui. Đến lớp của mình thì lúc nào vui lắm. Thì sau đấy mới học. Em trước học ở trung tâm khác, học kiểu cuối cùng sợ nó khó vì em muốn học để đi buôn bán. Không không khó đâu em ạ. Anh dạy mỗi năm 3.000 người, mọi người học ngon mà. Vấn đề là Hà Cun chưa tìm được giáo viên chuẩn thôi nhá. Em gặp anh thì mọi chuyện sẽ trở nên rất là đơn giản. Bởi vì anh dạy nhẹ nhàng, vui vẻ. Huyền Bi, về vấn đề du học em lên trên Google em search nhé thì khả năng là có thể tìm được. Em vừa muốn viết được vừa đọc được thì có cần mua quyển sách ngữ pháp không anh? Nên mua Nguyễn Văn Tuấn ạ. Thì em chỉnh ngữ pháp nó chuẩn hơn thôi. Em bị gặp rắc rối với việc phát âm chữ Z. Bây giờ anh chỉnh chữ Z cho em nhé. Thẳng lưỡi đây là cái đề, đầu lưỡi, mặt lưỡi, gốc lưỡi này. Đầu lưỡi cắm mặt sau sang trên là chữ Z này. Không bật hơi trở nhẹ này. Chữ 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 chữ. Chữ ZH cuộn lưỡi không bật hơi trở nhẹ. Chữ 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 chữ. Chữ C đầu lưỡi cắm mặt sau sang trên. Chữ 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 chữ. Chữ C là phải bật hơi mà. Chữ S thì không bật hơi, sư sứ sử sự, vậy thôi. Hôm nào em qua học chứ mù tiếng Trung khổ lắm. Đúng rồi, qua gặp anh là ngon Hà Cun nhé. Mình cũng học tiếng Trung để buôn bán, chuẩn đấy. Có tiếng Trung thì mình buôn bán hơi ngon luôn. Sang Quảng Châu nhập hàng ầm ầm, đó. Về bán vài năm lại có mấy tỷ. Đây là cô Nguyễn Thị Kim Dung. Cô Nguyễn Thị Kim Dung thì cũng đã online. Cô Nguyễn Thị Kim Dung là một trường hợp cải lão hoàn đồng. Trước đây non rất già nhưng bây giờ non rất trẻ và rất tin. Nhìn avatar không nghĩ, ai nghĩ là cô đã có tuổi. Mọi người follow cô Dung nhé, cô Dung dạy rất hay. Giá một quyển sách ngữ pháp là bao tiền? Tầm 100.000 em ạ. Inbox cho anh em nói rõ hơn. Ai giỏi hơn đế chế học tiếng Trung sau có cơ hội giao hữu bên đó chuẩn luôn. Mà thích đến trung tâm học nhưng khó khăn thì Hào Hương mua chương trình online của anh mà học. Nếu nhà em ở xa, mình chỉ live stream thêm 5 phút nữa thôi nên mọi người hỏi nhanh nhá, không là mình đi ngủ mất đấy. Bạn nào không hỏi gì thì thả tim đi cho nó vui. Anh em nào chưa share về tường thì share đi, không mai không có cái gì mà học đâu. Trung tâm ở số 10 ngõ 156 Hồng Mai và số 25 ngõ 68 Cầu Giấy. Tú Bé inbox cho anh sẽ nói về địa chỉ cho. Cảm ơn Dung nhá. Mọi người nên follow cô Dung nhá, cô rất là xinh rất giỏi. Em giáp biên mọi người bảo đi học nhưng khổ cái học không vào nản lòng. Đấy đúng rồi, anh hay dạy mẹo lắm Hà Cun ạ. Thi AK6 mất bao lâu? Tầm phải học 5 em ạ. Phạm Hằng nhé. Qua online là 2 triệu 2, học đủ Hán 1, Hán 6, tầm 5 là hết. Thời gian thì cái khóa đấy cho kéo dài lâu lâu, 5 năm. Học nói buôn bán thì cũng được, Nga Nguyễn học chương trình cũng hợp lý, bỏ phần viết chữ đi. Chương trình online học như thế nào? Phan Nguyễn Phan inbox cho anh nói rõ về chương trình online cho. Chương trình online mình mua thì được học bao lâu? Học được học 5 năm, thích học lúc nào thì học. Mỗi video xem tối đa 30 lần.
Thời gian thì rảnh lúc nào học lúc đấy, bởi vì đó là các video đã quay sẵn rồi mà. Mọi người thả tim đi nhá, share nó về tường đi. Mai kiểu là có cái mà học. Hôm nào buồn buồn lên gặp anh Châu. Tại vì anh rất là sôi động nên bọn em sẽ có thể học được. Trung tâm dạy ở chỗ ở có được không? Cạnh đấy có nhà trọ nhá, Hào Hương nhá. Cách đấy vài nhà thôi. Nhiều bạn ở xa cũng đang học chương trình này mà. Em đang làm giấy ra muốn học nói tiếng Trung để giao tiếp. Quỳnh Hương mua chương trình online của anh là ok. Sau đó thêm một cái chuyên chuyên đề về giấy ra nữa là mượt. Học online có phải học chữ Hán không anh? Nên học em ơi. Học chữ Hán thì em sẽ giỏi, con nhìn các biển báo đọc được, viết thư cho người ta được. Học khóa học nào để buôn bán? Mua Hán ngữ 1, 2, 3, 4, 5, 6 chương trình online của anh nhá. Nga Nguyễn inbox cho anh đi. 10 phút một hiệp em nhé. Học online có đảm bảo chất lượng không? Đảm bảo em ơi, 3.000 người đang học cơ mà. Ở mỗi cái nó thú vị một kiểu dưng dưng ạ. Ở trung tâm thì là mọi người tương tác trực tiếp, còn kia thì là tương tác trên môi trường Internet. Du học Đài Loan 5 năm chuyên ngành không phải là ngôn ngữ thì việc học nói viết chữ có ổn không? Vẫn ổn, huyền miệng. Tại vì em ở bên đó thì em đi mua bán các thứ rồi là giao dịch với người ta rồi em quen hết đấy mà. Có trường hợp mà danh từ với động từ của biến thành điệu có phải như vậy không? Vụ này không rõ lắm, phải đưa ra ví dụ cụ thể. Hàng Ngọc nhé, mới học bên anh khoảng 30 buổi thấy thích lắm, giờ em không đi học được nữa nhưng cũng nói được khá nhiều. Phương pháp dạy của anh rất tốt, cảm ơn em khoai tây nhá. Cảm ơn lời khen của khoai tây. Em học từ đầu đi chậm lại nhớ điện thoại xem bài khóa cũng dễ nhớ. Cảm ơn Đình Triệu, em học như vậy là tốt đấy. Cứ từ từ chăm chỉ mà học thôi, không có gì phải vội cả. Mình sẽ trả lời đúng 3 câu nữa xong rồi mình đi ngủ đấy. Mọi người hỏi nhanh lên nào, buồn ngủ lắm rồi. Các ông thả tim đi cho tôi đỡ buồn ngủ đi. Chị sắp sang Shanghai đầu tháng 8, bên đó không xem được YouTube của em. Nếu học online thì cụ thể thế nào? Chị Minh Hoa RG, chị mua cái chương trình online của em thôi, nó có cái mật khẩu đấy. Sau đó thì trước khi sang bên Trung Quốc thì chị cài VPN tại Việt Nam nhé. Mua cái loại mất phí ấy, đâu chắc mấy trăm nghìn thôi. Thì là chị sang bên đó thì vẫn xem được bình thường. Cảm ơn bạn giáo bạn Kim Dung, cô giáo Kim Dung. Mọi người follow cô Kim Dung nhé, cô rất thú vị, rất là giỏi đấy. Và là cũng là một trong mấy người xinh nhất của tiếng Trung.vn. Mọi người follow cô nhé. À. Rồi là kết bạn với cô Dung cho mọi cho nó vui. Học tiếng Trung rồi muốn học thêm tiếng Nhật hay tiếng Hàn? Nên học thêm tiếng Nhật em ạ, bởi vì tiếng Nhật nó có cái kanji chính là chữ Hán ấy. Thì rất là tiện, học cái đấy là tuyệt vời luôn. Nào mọi người hỏi nhanh lên để anh Châu đi ngủ nào. Thầy có cách tự học tiếng Trung đi. Tự học tiếng Trung thì mình ngồi nhà thôi, mua chương trình online của anh mà học thôi Hà Quỳnh Mai. Mua cái flashcard này sẽ học được chữ Hán ngon nữa, thế là xong. Dễ mà, có khó khăn gì đâu. Mọi người share cái livestream này về tường nhé. Tại vì có mấy cái mà anh vừa giới thiệu các cái link nhé, thì share về tường nó mới nổi lên được. Làm thế nào để nghe tốt hơn? Nghe kém à? Ở trên cái livestream này anh vừa có các link phim giúp nghe tốt tiếng Trung đấy. Em share livestream về tường là em sẽ thấy. Chữ thể xấu, đúng rồi, chữ anh rất xấu em ạ. Và thực tế đang chứng minh là những người mà chữ xấu đều là những người rất thông minh. Nếu liên lạc với em thì gửi mail cho em. Chị inbox cho em chị Minh Hoa nhé. Chị inbox cho em. Nào một câu hỏi cuối cùng. Ông nào hỏi đi, để tôi đi ngủ đây. Tôi trả lời nốt, tôi đi ngủ. Muốn học chữ mà không học được, thầy cho hơi đây. Bạn mua cái flashcard này, trong này có 1.500 chữ Hán qua câu chuyện. Bạn học sẽ rất ngon lành. Inbox cho mình nhé. Lười luyện thì có, đúng rồi Hoàng Quý, chuẩn đấy, Hoàng Quý nói chuẩn đấy. Nói chung là cứ viết nhiều mà nó có phương pháp ngay từ đầu, giáo viên đã phương pháp chuẩn rồi, mình cứ luyện theo nữa thì là ngon thôi. Còn giáo viên xịn mà mình lười mình chả viết thì chịu. Nào một câu hỏi cuối cùng các bạn nha, ai hỏi được không? Cảm ơn chị Minh Hoa. Ngày hôm nay đã đêm rất khuya rồi nhưng mà mọi người vào rất là nhiều.
Mọi người like cái livestream này nhá, thả tim đi. Học hết A1 rồi mà chưa biết viết. Ôi giời ơi. Thế em học ở trung tâm nào vậy Hạnh Hạnh? Quay lại trung tâm anh mà học A1 đi cho nó nhanh. Bên anh dạy viết từ đầu. Quyển tập viết hả? Đây. Cún kẹt cò. Inbox cho mình sẽ nói về quyển tập viết. Mua flat card này là 500.000 Tuấn Khang nhá, inbox cho anh. Có bắt buộc phải nhớ 214 bộ thủ không? Từ từ rồi cứ học ở trong cái chương trình trong này nó có các bộ thủ tách ra rồi nên không lo, đây là đủ rồi. Tự học được viết nhiều khắc nhớ, đúng rồi Tuấn Anh là đúng đấy. Chúc Hoàng Quý ngủ ngon. Năm nay em lớp 12 muốn thi học sinh giỏi, tiếng Trung thì khó không? Em cứ học hết Hán ngữ 6 là thi học sinh giỏi ngon Hồng Đoàn nhé. Nhiều quá không nhớ hết được, từ từ mà học Thiệp Nguyễn nhé, đừng học vội. Phần mềm gì để chạy được YouTube? Anh không hiểu ý của em hỏi gì đâu. CN4 VPN bắt đầu ngày nào khai giảng? Trương Giang truy cập vào trang tiếng trung.vn là sẽ thấy có lịch của CN4 nhé. Thầy livestream rất tạo cảm hứng cho học viên và biết thêm nhiều điều nhân vật nổi tiếng. Cảm ơn Đình Triệu nhé. Thầy có quyển tập viết 5-6 không? Không em ơi. 5-6 thì còn ai học tập viết nữa. Lúc đấy viết ngon rồi. Thôi hôm nay chúng ta sẽ dừng livestream ở đây các bạn nhé. Tôi biết các bạn còn hỏi nhiều nữa nhưng mà tôi phải đi ngủ. Học tiếng Trung bằng tiếng Hàn có được không? được, hãy Anh làm những điều mà người khác không làm được đi em. chịu em ạ, anh chả hiểu câu đấy. Flat các ship ra Sài Gòn được, mất 150.000 tiền ship đấy, Nguyễn Ngọc Tý nha. Chị Minh Hoa inbox cho em. Cho xin số tài khoản chuyển tiền mua tập viết. Cún tẹt cò inbox cho mình chuyển tài khoản cho. Flat các Hán 1 đến Hán 5 hết bao nhiêu tiền? Đây đang có từ Hán 1 đến Hán 4 nhịp cầu giấc mơ nhá. Giá nó 500.000, inbox cho mình. Phần mềm gì trên app dễ học, chịu anh không biết. VPN đúng rồi đấy, bạn Nguyễn Thị Minh Châu nhá. Thôi, mình đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Chứ chờ mọi người hỏi nữa thì tớ chết mất, ngày hôm nay quá mệt rồi. Bài giảng 5-6 của thầy có dạy viết chữ cứ... Trong bài giảng 5-6 là có, chương trình online là có. Phương Kim Nguyễn nhé. Thôi tớ đi ngủ đây, bye bye mọi người. Chết chết.